phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức dịch vụ cách ly có thu phí theo nhu cầu cho người nước ngoài. Hai sinh viên trở về từ vùng dịch, Đại học Tây Nguyên tạm ngừng việc dạy học. Bệnh khảm lá tàn phá hơn 2.000 hecta sắn ở Phú Yên. Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Lào Cai, Lai Châu. Đâm hai cấp dưới, cựu phó ban quản lý công nhân của một công ty lãnh án 18 năm tù. Phút đời thường hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện thấm đượm nghĩa tình từ những chiếc khẩu trang miễn phí. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 7 giờ 30 phút hôm nay, trên thế giới có 198.178 ca nhiễm, 7.965 ca tử vong và 81.729 ca được chữa khỏi. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận 66 ca nhiễm, 16 ca được chữa khỏi. Và vào cuối giờ chiều ngày 16 tháng 3, cũng như tất cả các địa phương trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đưa du khách, người nước ngoài thuộc diện cần cách ly vào khu vực cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly tập trung là miễn phí. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp muốn được cách ly tại khách sạn, cơ sở du lịch có điều kiện cơ sở vật chất, tiện nghi tốt hơn và có thu phí. Từ thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu Sở Du lịch thành phố nghiên cứu quy định, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp làm việc với chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch để đánh giá khả năng hình thành các điểm cách ly có thu phí trên tiêu chí vừa đảm bảo yêu cầu cách ly cũng như đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là người nước ngoài. Trên cơ sở đó đề xuất phương án trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Về vấn đề này, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thông tin, hiện có khoảng 5 khách sạn trên địa bàn thành phố sẵn sàng nhận khách đến cách ly. Sở Du lịch thành phố sẽ khảo sát thực tế, lấy ý kiến về mặt chuyên môn của Sở Y tế để trình phương án sớm nhất cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Thưa quý vị, Trường Đại học Tây Nguyên đã ra thông báo cho sinh viên, nghiên cứu sinh của trường tạm thời nghỉ học từ chiều 17 tháng 3 đến khi có thông báo mới để phòng dịch bệnh COVID-19. Một trong những nguyên do dẫn đến quyết định này là do vừa qua có hai sinh viên y khoa của trường về quê tại tỉnh Ninh Thuận thăm gia đình. Đúng thời gian này, các cơ quan y tế thông báo tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có một ca mắc COVID-19. Mặc dù hai sinh viên này không tiếp xúc gần với bệnh nhân số 61, nhưng có giao tiếp với một số sinh viên ở cùng địa phương với bệnh nhân này. Trường Đại học Tây Nguyên đã tiến hành tẩy trùng, khử độc toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp. Riêng hai sinh viên vừa về từ vùng có dịch ở Ninh Thuận đã được đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở y tế Đắk Lắk. Các sinh viên cũng được lấy mẫu để tiến hành kiểm tra theo quy định. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ông Nguyễn Lê Lanh Đa, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh khảm lá do virus đang gây hại hơn 2.000 hecta sắn của tỉnh Phú Yên và vẫn đang lây lan mạnh do chưa có thuốc đặc trị. Hiện tại, bệnh đang gây hại nặng nhất ở 4 huyện: Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa và Tây Hòa. Quăng lá rồi cả cũ đó nó cũng ít có cũ mấy trước kia là làm nó hơi được là cái lá nó không quăng mà cũ nó đạt. Năm nay sao làm thấy nó cái lá nó hơi quăng sao cái cũ nó cũng eo nó cũng đạt như mấy năm trước kìa. Hiện thì cũng chỉ đạo hết sức là quyết liệt, xã cũng thành lập ban chỉ đạo rồi tiến hành đó vận động bà con nhân dân là tiến hành tiêu hủy những cái diện tích mà bị khảm lá. Tuy nhiên thì hiện nay nó bùng phát rất là lớn, cho nên là chúng tôi làm nó thật mà nó cũng không dễ. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, niên vụ sắn 2019-2020, tỉnh Phú Yên đạt tổng diện tích 28.181 hecta, trong đó có hơn 11.000 hecta trồng mới. Đối với các cơ quan chuyên môn, năng các địa phương, chúng ta vận động nông dân không sử dụng những cái giống sắn bị nhiễm bệnh hay là những giống sắn mà không rõ nguồn gốc xuất xứ của cái giống sắn để mà trồng. Những cái giống này sẽ không đảm bảo là đã có nhiễm bệnh và không đảm bảo là đã nhiễm bệnh chưa nó phải sử dụng đó, thì sẽ lên mang một mầm bệnh cho cái vùng trồng sắn của mình.
Theo người dân các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, cây sắn cùng với cây mía và cây lúa là những loại cây sản xuất chủ lực của người dân nơi đây. Nếu tình hình bệnh khảm lá trên cây sắn không chuyển biến tích cực, thì đời sống người dân nơi đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tối qua tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu và huyện Simacai, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá mật độ dày, nhiều viên đá to bằng cái chén, quả trứng trút xuống. Hiện lực lượng chức năng đang đi kiểm tra và thống kê thiệt hại. Tại huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, mưa đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Simacai, xã Sáng Chải và xã Nành Sáng. Cùng thời điểm, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, mưa đá xuất hiện kéo dài khoảng 10 phút, thời gian xảy ra mưa đá ngắn, nhưng mưa đá rơi với mật độ dày đặc, nhiều viên đường kính từ 2 đến 3cm. Tiếp tục chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tùng, sinh năm 1985, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 11 tháng 3, Tùng sử dụng sim rác gọi điện cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa đặt mua 500 cây kiểng, tổng trị giá 35 triệu đồng. Sau đó, Tùng hẹn ngày 12 tháng 3 nhận hàng tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, nhưng đối tượng không đến nhận hàng. Lợi dụng lúc chị Thoa không có mặt tại địa điểm nhận hàng, Tùng đã thuê xe chở 500 cây kiểng trên mang đi bán. Khi phát hiện số kiểng trên bị mất, chị Thoa điện thoại cho Tùng thì không liên lạc được nên đến trình báo công an. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an đã tìm ra được chiếc xe chở hàng và đã bắt giữ Tùng. Tại thời điểm bắt giữ, Tùng đã bán được 180 cây kiểng với giá 60.000 đồng một cây. Trước đó cũng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 9 năm 2019, Tùng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 700 cây kiểng và 20.000 chậu nhựa của người dân trị giá gần 37 triệu đồng. Chiều 17 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Vũ Bảo, 30 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát và Cao Quốc Dũng cùng 23 tuổi cùng làm công nhân trong một công ty tại khu công nghiệp Chơn Thành. Bảo làm phó ban quản lý, còn Phát, Dũng làm công nhân. Do thường vi phạm nội quy của công ty nên Dũng bị Bảo điều chuyển làm bộ phận khác. Vì việc này, Dũng kêu bạn cùng chặn đường đánh Bảo gây thương tích. Mặc dù được công an hòa giải, nhưng Dũng vẫn đe dọa. Sợ bị đánh nên Bảo đã mua một con dao thủ trong người phòng thân. Trong một lần xung đột, Bảo đã lấy dao đâm Dũng tử vong, còn Phát bị thương tích 15%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Bảo 15 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, rộng khắp cả nước, vẫn cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân. Tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, những tấm lòng hướng về cộng đồng đang khẩn trương may những chiếc khẩu trang vải để trao tặng miễn phí đến người dân với quyết tâm phòng chống dịch COVID-19. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu chuyện đẹp này quý vị nhé! Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, nhận thấy nhiều người không có điều kiện để mua khẩu trang sử dụng. Được sự tài trợ của Mạnh Thường Quân và từ nguồn vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tiến hành phát động trong chị em hội viên may khẩu trang vải tặng miễn phí cho bà con. Thì trước lúc mà tụi chị tiến hành may thì cũng có liên hệ với trạm y tế về cái cách thức mà để mình may coi cái khẩu trang này nó mấy lớp, đồng thời nó có bảo đảm với vấn đề mà mình chống cái tình hình dịch bệnh hay không. Rồi sau đó thì ở đây mới tiến hành làm. Thì để may được chiếc khẩu trang thì phải có nhiều khâu, từ khâu cắt, rồi gáp, rồi xỏ dây thun, hoặc là mình cắt những mối chỉ. Sau khi hoàn thành các công đoạn, những chiếc khẩu trang sẽ được giặt, phơi khô rồi trao đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dù tất bật với công việc nhà, công việc mưu sinh, nhưng khi được phát động, các chị em hội viên ai cũng cảm thấy vui khi được góp sức mình cho việc chung. Rồi mình thấy những cái hộ nghèo hoặc cận nghèo, những chị em khó khăn, mua cái khẩu trang y tế bây giờ nó mắc quá mà còn không có nữa, rồi tôi mới có cái gợi ý là sẽ tặng giải để cho, nhưng mà cũng may là nhờ cô Ngọc Phụ Nữ với năm chị em Chim Hội nè đồng tình để may khẩu trang tặng bà con. Rồi tôi vận động bà con tôi là bây hiện giờ là được 100 thiết giải, nhưng mà nếu nhu cầu thiếu, cần thiếu thì tôi sẽ mua thêm.
Khi mà chị đã may ra thành phẩm những cái khẩu trang này để phục vụ cho bà con trong hội viên nghèo thì để cho chị em có ý thức hơn, để khi mà nhận để dùng nó để phòng chống các cái bệnh trong cái thời điểm này là khẩu trang thì nó rất là hiếm. Đó, thì cùng nhau các vị các chị cũng đi lại đây làm thì chị thấy vui lắm. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, tiếp tục phát động phong trào may khẩu trang. Trước tiên thì về cái số lượng thì tụi chị cũng chưa có định lượng lại là 1 mét vải là được bao nhiêu cái khẩu trang. 100 mét vải là tụi chị tiến hành may, rồi sau đó thì sẽ phân phát lại, rồi tùy vào tình hình thực tế địa phương. Ví dụ như cái vấn đề cái nhu cầu nó lớn hơn thì tụi chị sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân sẽ làm. Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì hoạt động may khẩu trang phát miễn phí cho người dân được xem là hoạt động thiết thực, góp phần vào công tác chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả hơn. Một câu chuyện thật nghĩa tình đúng không thưa quý vị? Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.